Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ, lượng du khách đổ về Huế đã rất đông. Số liệu ghi nhận từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 đã có hơn 30.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 39 tỷ đồng. Đây là những con số tích cực, dự báo một năm đầy khởi sắc cho ngành du lịch tỉnh nhà sau dịch bệnh. Tình chung về lượng khách đến Huế trong dịp lễ, ngành du lịch cho biết có khoảng 30.000 lượt khách, trong đó hơn 18.000 khách lưu trú. Riêng hai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, công suất phòng đạt trên 90%. Các khách sạn nghỉ dưỡng và khách sạn ngay trung tâm đều kín phòng trong hai ngày này. Doanh thu từ du lịch dịch vụ trong 3 ngày ước đạt gần 39 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng của du lịch Huế sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Trong 3 ngày lễ, lượng khách vào thăm các điểm di tích đạt con số khả ấn tượng 27.063 lượt, trong đó có hơn 300 lượt khách quốc tế. Doanh thu trong hai ngày lễ thống kê sơ bộ đạt hơn 3 tỷ đồng trong dịp lễ này bên cạnh tham quan di tích Huế cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động nhộn nhịp khác như festival Thuần An biển gọi ngày hội ẩm thực Huế, phổ đêm Hoàng Thành Huế, lễ hội vùng cao A Lưới để phục vụ du khách. Tuy thời tiết không thuận lợi, có mưa to nhưng số lượng khách đến Huế như vậy đã là một con số tích cực dự báo một năm đầy khởi sắc cho ngành du lịch tỉnh nhà sau dịch bệnh.